Khi nói đến Nintendo Switch, ngoài các tựa game độc quyền như Mario, Zelda và Pokemon ra, thì hệ máy này còn được biết đến với việc giúp chơi game tiện lợi hơn với những tựa game đã được phát hành rất phổ biến trước đó trên các hệ máy khác. Và đương nhiên là không thể không kể đến Shifu, một tựa game đã được phát hành vào ngày 8 tháng 11 vừa qua trên chiếc Switch. Nhà phát triển Slow Clap đã làm cho Shifu ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn, thậm chí là thiết kế với nhiều độ khó hơn nhưng vẫn giữ được giá trị của game. Không dài dòng thêm nữa, sau đây các bạn hãy cùng Hero Game tìm hiểu phần game có điểm gì thú vị trên chiếc Switch không nhé. Shifu trên Nintendo Switch liệu có chạy ổn? Ban đầu được phát hành trên PS4, PS5 và PC, game sau đó đã đón nhận được nhiều tích cực từ game thủ về giới phê bình. Với độ hot của mình, game đã bán được hơn 1 triệu bản trong vòng 1 tháng kể từ ngày phát hành đầu tiên. Và cuối cùng thì giờ đây Shifu đã đến với Nintendo Switch với một bản thường và hai phiên bản đặc biệt. Trong Shifu, bạn sẽ trong vai một võ sĩ đang tìm cách trả thù cho gia đình của mình. Nhân vật chính sẽ sử dụng nhiều phong cách chiến đấu và có thế võ thuật khác nhau trong hành trình đối đầu với kẻ thù. Mỗi khi nhân vật chính chết trong game, một sức mạnh thần bí giúp anh ta sống lại và bù lại tuổi thọ cũng sẽ bị rút ngắn đi. Nhưng mỗi khi hồi sinh, nhân vật của chúng ta sẽ trưởng thành hơn. Lúc này người chơi có thể sử dụng các kỹ thuật uyển chuyển và đánh cũng đau hơn, nhưng lượng máu cũng tiêu trừ để cân bằng. Khi tuổi thọ của nhân vật bị già đến một độ tuổi nhất định và chết đi, bạn phải bắt đầu lại từ đầu. Shifu trên Switch về cơ bản vẫn mang phong cách chiến đấu tương tự như trên các console trước đó và chạy khá là mượt với các phe tung quyền cước đầy mãn nhãn. Tuy nhiên, game cũng đã có một vài thay đổi để giúp cho tựa game trở nên hấp dẫn cho chiếc máy chơi game cầm tay di động của nhà Nintendo. Cập nhật thêm vài tính năng để dễ dàng tiếp cận với người chơi mới. Shifu về cơ bản là một tựa game nói dễ thì cũng không dễ mà khó thì cũng không hề khó. Bạn thậm chí có thể so sánh nó với Dead Show. Nhưng dù vậy thì tựa game này đã chứng minh cường độ của nhiệm vụ và kẻ địch mà nhân vật chính đảm nhận đều có chất riêng biệt. Nếu như bạn muốn chơi theo lối cơ bản của game thì chắc chắn bạn phải tập ăn hành cho đến khi học được cách thành thạo các combo kung fu trong game và tránh lạm dụng tính năng hồi sinh. Bởi vì mỗi lần hồi sinh là bạn sẽ đốt cháy tuổi thọ của nhân vật chính. Tuy nhiên, theo thời gian, nhà phát triển Slow Clap đã làm cho Shifu ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn, thậm chí với thiết kế thêm nhiều độ khó khác nhau để người chơi có thể tùy chỉnh nhưng vẫn sẽ đảm bảo được tầm nhìn mà tựa game này mang lại. Một số sửa đổi lối chơi sẽ giúp cho người chơi mới dễ dàng tiếp cận với Shifu hơn, bao gồm như tính năng Bullet Time, vô hạn HP và vũ khí không thể phá vỡ. Tất nhiên, đối với những người chơi thích độ khó của Shifu, bạn vẫn có thể tăng cường thử thách bằng cách khiến kẻ thù nhanh hơn, loại bỏ các động tác như chặn hoặc nhắm đến một điểm đích nhất định. Hệ thống tính điểm sẽ cố gắng lôi kéo người chơi đánh bại các nhóm kẻ thù liên tục để nhận được số điểm tối đa. Nếu bạn muốn đánh bại Shifu một cách bái phục, bạn cần phải thực sự giỏi và cực kỳ keo tay. Với nhiều điều chỉnh và tính năng mới được thêm vào, cho dù bạn là một người mới tập chơi hay là một tay keo thủ lão làng thì cũng đều có thể chơi Shifu một cách thỏa mãn nhất. Nhà phát triển Slow Clap cũng đang cải tiến thêm nhiều điểm trong game để thu hút người chơi mới và giữ chân họ lâu hơn. Hai phiên bản đặc biệt của Shifu trên Switch. Một là phiên bản Veteran Edition đi kèm với hộp đựng bằng thép cho game. Phiên bản này cũng đi kèm với những bài soundtrack kỹ thuật số, các bản in lithograph và một cuốn e-book dài 48 trang. Đối với những bạn đam mê sưu tập thì phiên bản Redemption Edition sẽ là sự lựa chọn thích hợp cho các bạn đấy. Ngoài những nội dung như Veteran Edition ra thì bản này cũng sẽ đi cùng với một hộp Steelbook, một cuốn nhật ký của nhà phát triển dài 160 trang và đương nhiên là không thể thiếu một vật phẩm biểu tượng trong game là dây chuyền replica Tenacity Pendant. Bên cạnh đó còn có một figurine trang trí được thiết kế theo nhân vật chính. Cho dù bạn là một người định sưu tầm các phiên bản đặc biệt của game hay chỉ đơn giản là muốn thử tận hưởng Shifu với chiếc Joy-Con, thì nói chung có rất nhiều khía cạnh khác nhau và bạn nên thử tựa game Beat 'em up để hấp dẫn này.
Và trên đây là những thông tin về Sifu mà Hero Game bọn mình đã tổng hợp được. Nếu các bạn thấy thông tin này hữu ích thì hãy bấm nút like, share và nút đăng ký ủng hộ cho Hero Game nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.